Xin chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Vật Bài 89. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số mạch led nháy theo nhạc mà hiện tại bây giờ bên mình đang bán trên trang linh kiện 789.com. Và như hiện tại các bạn đang nhìn thấy ở trên tay của mình là bao gồm 3 phiên bản mạch led nháy theo nhạc. Thứ nhất là mạch V1, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Mạch led nháy theo nhạc V1 được tích hợp 5 bóng led nằm ở trên mạch, một bóng led màu đỏ và 4 bóng led màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ có hai rắc để kết nối. Rắc thứ nhất là rắc bên trái có ký hiệu là VCC cộng và trừ, có nghĩa là rắc chúng ta cấp nguồn 12V vào đây. Chân bên phải là chân cộng trừ thì nó có ký hiệu trên đây luôn. Ngoài ra một cái rắc bên phải là rắc audio để chúng ta cấp tín hiệu âm thanh đi vào, cộng bên phải trừ bên trái. Đi theo kèm theo sản phẩm chúng ta sẽ có thêm một cái rắc. Đây, có hai cái rắc để chúng ta cắm vào đây và kết nối tín hiệu cùng với nguồn để cho mạch hoạt động. Rồi ok, lát nữa chúng ta sẽ test hàng sau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mạch led nháy theo nhạc V3. Mạch led nháy theo nhạc V3 này, nhà sản xuất sử dụng hai hàng led, mỗi hàng là 10 bóng led. Và trên đây chúng ta cũng không cần phải kết nối nhiều, chỉ có hai sợi dây màu đỏ và màu đen để chúng ta kết nối nguồn vào. Bên trong đây thì trên mạch họ có để là 5 đến 12V DC. Thì như các bạn thấy hiện tại bây giờ mình đang gắn một chiếc mạch led nháy theo nhạc V2 nằm ở đây. Thì trong đây thì nó sẽ có 3 màu. Màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu đỏ. Ok, chúng ta để sang một bên, lát chúng ta sẽ test hàng. Thì như các bạn đang thấy hiện tại nó đang chạy luôn chứ không cần phải test nữa. Tiếp theo là mạch led nháy theo nhạc V3. Bản này là bản cao cấp hơn hai bản vừa rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái rắc 5 chân màu trắng, thì đi theo sản phẩm nó sẽ có một rắc như thế này luôn. Hai rắc bên ngoài, hai chân bên ngoài có ký hiệu là cộng và trừ, chúng ta sẽ cấp nguồn từ 8 đến 12V giống như trên mạch đã ghi như này. Chân ngoài cùng là chân dương, chân thứ hai là chân âm. Còn lại 3 chân bên trong này, chúng ta sẽ đưa tín hiệu âm thanh đi vào đây. Chân G là chân giữa của cái rắc này là chân âm chung của tín hiệu trái phải. Chân L là loa trái, chân R là loa phải. Chúng ta sẽ cấp tín hiệu vào và nguồn vào cùng một cái rắc 5 chân này luôn. Trên này nó sử dụng một con IC15F204EA. Và hiện tại ở trên đây nhà sản xuất bố trí bao gồm hai dãy led, mỗi dãy là 16 bóng led. Và nó cũng có khoảng 3 màu giống tương tự như này, lát chúng ta sẽ test hàng. Ngoài ra có hai cái nút nhấn nằm trên đây, S1 và S2. Chúng ta sẽ điều chỉnh và chọn chế độ tương ứng mà chúng ta thích. Nó có rất nhiều chế độ để hiển thị cái nháy theo nhạc. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ để sang một bên. Trước hết chúng ta sẽ test mạch led nháy theo nhạc V1. Ở cái mạch này thì thích hợp cho các bạn chế cháo vào trong những cái cục đẩy thì rất là đẹp. Cục đẩy. Rồi, hoặc là những cái âm ly mini mà các bạn hay chế. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào bằng nguồn 12V. Thì cái rắc này nó ngược chiều. Mình sẽ đổi lại. Cấp nguồn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ cấp bằng tín hiệu. Và cái phần tín hiệu này, tín hiệu âm thanh các bạn lấy ở đâu? Các bạn chú ý cho mình cái phần này nhé. Tín hiệu âm thanh thì các bạn phải lấy ở phần tín hiệu chứ đừng có lấy phần công suất. Có nghĩa là cái đầu mà đi ra loa thì các bạn đừng có đấu vào nhé. Mà các bạn sẽ lấy cái đầu mà ba rắc, cái rắc mà ba chân của loa trái phải đi vào mạch công suất. Hoặc các bạn có thể trực tiếp lấy ngay ở cái rắc bông sen này cũng được. Chân dương chúng ta sẽ cho vào dương và chân âm chúng ta sẽ cho vào âm. Thì ở đây cái rắc này nó ngược chiều nên mình sẽ kẹp cái này ở ngoài, còn cái này ở trong. Thì các bạn sẽ thấy nó nhảy ngay. Đấy, đơn giản như vậy đấy. Đây người ta gọi là tín hiệu. Chứ các bạn đừng lấy cái đầu công suất này. Mình tăng âm lượng điện thoại lên thì nó sẽ lên, và giảm thì nó sẽ giảm. Đó. Ngoài ra thì ví dụ như bây giờ các bạn đã bật hết âm lượng của điện thoại rồi, nhưng đèn nó chỉ được có 3 bóng thôi, chúng ta làm sao để cho nó lên đến tận bóng thứ 4? Thì chúng ta có thể sử dụng một cái tua vít.
các bạn sẽ điều chỉnh cái biến trở nằm ở trên mạch này theo chiều kim hoặc ngược chiều kim đồng hồ, thì nó sẽ, đó, biên độ nó sẽ lên và xuống theo yêu cầu của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình chỉnh cho đến bóng thứ tư, để mình lùi lại đây, đến bóng thứ tư, hoặc là chớm một chút bóng thứ năm. Rồi, như vậy là đạt yêu cầu. Đó là cách thứ nhất các bạn lấy tín hiệu, có thể lấy ngay trực tiếp tại đây, hoặc các bạn có thể lấy phía sau của cái mạch âm sắc hoặc là mạch mic. Phía sau này thì đây, đây là cái rắc phía sau, mình sẽ kẹp ngay tại đây luôn để chúng ta test hàng. Rồi, như các bạn thấy nó hiện tại nó đang nháy, mình kẹp lại. Đây. Và muốn tăng lên thì chúng ta vặn volume ở đây thôi. Đó. Muốn giảm cái biên độ hoặc là tăng biên độ thì chúng ta sẽ sử dụng cái biến trở này. Mình giảm xuống, ok. Như vậy là mạch V1 nó là như vậy, nó chỉ có một chế độ duy nhất là như vậy thôi. Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang cái mạch V2. Mạch V2 thì như các bạn đang thấy trên hình ảnh đây, đối với cái mạch này thì chúng ta chỉ có cấp nguồn vào là nó sẽ hoạt động luôn, chứ không cần phải kết nối tín hiệu cái gì cho lằng nhằng. Và trên đây thì cái mạch V2 này nhà sản xuất đã làm thành ba dải led màu khác nhau. Như các bạn thấy, hiện tại bây giờ ba bóng ở dưới cùng này nó là màu xanh lá cây, ba bóng tiếp theo là màu xanh dương, và bốn bóng phía sau là màu đỏ. Ok. Và cái phần mạch này thì chúng ta chỉ cần cấp nguồn vào là nó hoạt động. Còn cái tín hiệu âm thanh thì nó được thu bằng một cái mic nằm ngay ở trên mạch này luôn, nên chúng ta không cần phải đấu tín hiệu. Như các bạn thấy mặt dưới này nó có một cái mic nằm ở đây. Bất cứ âm thanh gì phát ra thì nó sẽ thu lại và thể hiện lên cái mạch led nghe theo nhạc này. Và ngoài ra thì nó cũng có chế độ, cũng có một cái biến trở dưới đây để chúng ta có thể chỉnh được cái cao độ bóng đèn này. Bây giờ mình sẽ tăng hoặc giảm xuống. Đó, như các bạn thấy hiện tại cái tiếng của mình nói bây giờ giảm xuống còn có hai bóng hoặc ba bóng. Ví dụ như các bạn để ở nhà các bạn mở loa rất là to thì chúng ta phải giảm xuống thì nó mới đánh được lên đến cái bóng thứ tư, thứ năm, bóng thứ 8 và thứ 9 ở trên đây thì nó mới đẹp được. Bây giờ mình sẽ bật nhạc lên nhé. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cao độ lên nhé. Thank you.
Ok, như vậy là các bạn vừa thấy, mình vừa mới test xong mạch led nháy theo nhạc V2 của bên mình. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang test cái mạch led nháy theo nhạc V3. Và bản này là bản hiện tại bây giờ đối với mình, của bên mình là bản tốt nhất. Mình sẽ cấp nguồn 12V vào cho nó. Chân đỏ là chân dương, chân vàng là chân âm này. Cái mạch này thì chúng ta phải cấp tín hiệu cho nó. Và đối với cái mạch này, nó có những cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, cấp nguồn một cái là nó chạy này. Không biết các bạn có thấy không? Mình sẽ thu máy quay lại. Đó, cấp nguồn cái là nó như vậy. Thì cũng mặc định có hai bông led nằm ở dưới đây để nó sáng, báo là hai loa này đang bật lên. Ở đây thì chân trắng này là chân âm, chân G là chân âm các bạn nhé. Thì trong cái phần này mình sẽ hàn trực tiếp vào mạch luôn. Các bạn cũng có thể lấy tín hiệu từ cái jack điện thoại này cũng được, cũng tương tự như cái mạch V1. Ok, đã xong. Chân loa trái loa phải thì các bạn lấy theo đúng chiều mà các bạn đang đấu nối ở nhà. Mình sẽ tăng âm lượng xuống. Như các bạn mình thấy mình gắn vào cái kênh này là nó cũng đang chạy luôn rồi. Ok, như vậy là mình đã đấu nối xong vào hai kênh này. Rồi mình sẽ zoom lên, tắt đèn đi. À mình quên, mình lấy tín hiệu đầu vào của mic. Trời ạ, đầu vào của điện thoại. Tại sao mà nó còn giảm âm lượng mà nó vẫn cứ nhảy. Xin lỗi các bạn nha, hơi nhầm một chút. Đây, chúng ta sẽ lấy cái tín hiệu mà đầu ra, cái đầu mà chúng ta đưa vào trong cái mạch công suất đó các bạn. Rồi ok, như vậy là đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tăng giảm để xem cái hiệu ứng của nó nhé. Mạch này nhiều led hơn thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp hơn. Ngoài ra nó còn các hiệu ứng khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ thứ hai. Mình xin giới thiệu các bạn nhé. Cái này mình hơi nhầm một chút. Đúng là cái mạch này là lần đầu tiên mình mới test cái mạch này. Bây giờ mình mở lên này. Cái S1 này là để các bạn chỉnh cao độ. S1 nhé. Đây. Bấm này. Thấp nhất này. Cao nhất này. Đó. Thấp nhất này. Các bạn sẽ giảm xuống. Cái S1 này, thay vì lúc nãy chúng ta sử dụng bằng biến trở ở trên mạch này để điều chỉnh cao độ của đèn, cũng giống như đây, biến trở đây, chúng ta điều chỉnh cao độ bằng cách lấy tua vít
thì ở cái mạch này điều chỉnh cao độ chúng ta lấy bằng nút SV1, S1 thì mình nhấn lúc nãy khoảng tầm 10 mức cao độ khác nhau các bạn nhé. Mình tăng lên này. Có người gọi đến, các bạn thông cảm. Đây, nó có khoảng tầm 10 cao độ, nhấn này. Đây là nhẹ nhất, cao nhất. Nhấn xuống này, này. Đây nữa này. Đó, nó xuống tầm này. Đó, ok. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tắt điện đi và chúng ta sẽ nhấn nút S2. S2 này là chọn chế độ nháy. Mình nhấn cái đầu tiên nhé. Để cho nó hát lại này. Cho S1 cho nó cao thêm một tí nữa. Đó, khoảng tầm này. Nhấn nút S2 thì chúng ta sẽ có chế độ như này. Nó sẽ lưu lại một cái điểm cao nhất. Cho thấp chút này. Rồi, các bạn có thể thấy rõ. Bây giờ hiện tại bây giờ nó sẽ lưu lại một cái điểm cao nhất và nó hạ từ từ xuống. Đấy là cái chế độ thứ nhất. Rồi, ok. Nhấn nút S2 này. Chế độ thứ hai là nó chỉ nhảy có hai bóng ly lên thôi. Chế độ mà nó đánh ra hai bên đó, các bạn có thể đếm được từ nãy giờ nó khoảng tầm 8 chế độ gì đó. Đây là chế độ thứ nhất này, 2 này,
như vậy là ngày hôm nay video này có vẻ là hơi dài, nhưng mà cũng mong các bạn là theo dõi được đến cuối như này, là rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã xem video của mình. Các bạn có thể thấy được rằng là các chức năng của mạch ngày hôm nay mình đã giới thiệu tất cả rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.com để đặt hàng, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Và từ khóa khi các bạn vào linh kiện 789.com, các bạn chỉ cần viết là nháy theo nhạc V1, V2 hoặc V3 là các bạn sẽ thấy cái sản phẩm này, sẽ tìm kiếm thấy sản phẩm này và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.